các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. B. Âm đức và phóng sinh. Hỏi, xin thành thực hỏi thầy, thầy luôn nói về âm dương và phước đức, lấy việc bố thí làm thí dụ. Tôi hiểu rằng âm đức chỉ có được khi việc bố thí được ẩn giấu, còn dương đức là khi mọi người xung quanh đều biết về việc bố thí. Nhưng tôi không biết cái nào tốt hơn, bố thí tiền bạc và của cải mà để mọi người chú ý có phải là tốt hơn không? Trả lời, nếu bạn muốn có sự bố thí được đền đáp, có nghĩa là bạn đang đi chạch ra khỏi đạo. Đó là một nhầm lẫn. Cái gì có sinh thì có diệt, bạn cũng vậy. Nếu bạn muốn giết hại ai đó, bạn có thể làm. Đây thực sự không phải là lỗi của bạn. Cũng như vậy, nếu bạn muốn giúp đỡ ai đó, bạn có thể làm. Nhưng hành động đó không nhất thiết là tốt. Sự sống, cái chết đến từ trời. Đôi khi bạn muốn giúp đỡ ai đó, xong hóa ra là lại giết anh ta. Vậy ai là người có lỗi? Lỗi là ở trong lương tâm của chúng ta. Có những trường hợp bạn muốn giết ai đó, nhưng thực ra là đang giúp họ. Tất cả cái đó không phải tạo thành âm đức. Bất kỳ điều gì bạn muốn làm đều xuất phát từ ý trời. Bạn có thể nghĩ rằng mình đã bố thí hay cho đi một cái gì đó, nhưng thực sự bạn có thể cho không? Vận may và tiền bạc đều thuộc về trời, không phải của bạn. Thậm chí thức ăn bạn cho ai đó cũng thuộc về trời. Vậy bạn sẽ tự hỏi, ta từ đâu đến? Ta nhận được của cải từ đâu để mà bố thí? Chỉ có thức ăn nuôi sống bạn hàng ngày là thực sự của bạn. Nếu bạn nhường miếng ăn của bạn, đó mới là âm đức thực sự. Còn nếu bạn ăn uống thỏa thích rồi mới vung chút thức ăn thừa thãi ra cho kẻ khác thì không còn giá trị gì trong chuyện này cả. Nếu bạn chịu giảm thiểu phần thức ăn của mình mà cho kẻ khác thì đó là bố thí thực sự. Vậy đừng nên ăn cho đẫy đà. Nếu làm theo luật này, bạn chắc chắn có âm đức và nó sẽ được tích tụ mọi nơi trong trời đất. Người như vậy dù có số chết yểu nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc. Dù nghèo rồi người đó cũng trở nên giàu và có thể tránh được nhiều tai họa, rủi ro. Người đó sẽ không bao giờ có kẻ thù. Trong xã hội chúng ta có một tổ chức gọi là câu lạc bộ phóng sinh. Ở đây người ta tập hợp những con chim, con cá còn sống và phóng sinh chúng sau khi các nhà sư tụng kinh Dhyani cho các sinh vật này. Chú thích Dhyani. Từ tiếng Phạn, Dhyani nghĩa là thiền na. Tiếng Nhật phát âm là Zen. Hết chú thích. Nhưng việc làm này không thật sự đồng điệu với trật tự của thiên nhiên. Hoàng đế có thể làm điều đó, còn thường dân thì không nên làm. Việc này thực ra chẳng giúp gì cho các ngư dân. Tôi đã theo dõi những con chim, con cá sau khi được phóng sinh. Chúng đều ngơ ngác và mất phương hướng do bị đưa ra khỏi nơi cư trú. Trông chúng giống như người tàn tật ở nông thôn bị đưa lên Tokyo và bị bỏ rơi nơi phố xá ồn ào. Bạn cũng sẽ lúng túng, nhưng đây đúng là điều người ta đã làm. Người ta tập trung phóng sinh những con vật mà loài người bắt được làm thức ăn, nhưng lại không làm như vậy với chuột và rắn. Không ăn chim cá hàng tháng mới là phóng sinh thực sự. Hãy nghĩ về hạt gạo. Nếu ta gieo một hạt xuống đất, đến cuối năm, nó sẽ mọc lên hàng nghìn hạt. Nếu ta gieo một bát hạt, sẽ lấy lại hàng nghìn bát. Năm này hàng nghìn hạt, năm sau hàng triệu hạt, năm sau nữa hàng tỷ hạt, cứ thế mãi. Nếu mỗi ngày bạn tiết kiệm được một bát cơm từ bữa ăn hàng ngày, có nghĩa là 3 năm sau bạn sẽ thu về hàng tỷ bát cơm. Bằng cách bớt đi một miếng ăn, bạn đã thực hiện phóng sinh mỗi ngày rồi đó. Đối với con cá chép và cá hồi cũng như vậy. Nếu bạn nghĩ một con cá chép đẻ ra hàng triệu trứng, 3 năm sau chúng ta thậm chí không thể đếm nổi số con cháu của nó. Do đó, bớt đi khẩu phần ăn của bạn, đó mới là phóng sinh thực sự, bố thí thực sự. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Ha ha ha,